Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Bình Định Giáo Viên. Ngày hôm nay em ghé thăm mẹ con Hot Boy Canada quý vị ơi. Hot Boy chuẩn bị cây đi Canada chưa Hot Boy? Dạ chuẩn bị. Ôi trời ơi, ổng ngủ. Đó là biệt thự của chị Duyên nè quý vị nha. Dạ. Nơi biệt thự đau quá không dọn dẹp gì được đâu quý vị ơi. Sao có mỗi cái bàn thờ không di chuyển tùm lum lần vậy? Người ta kêu xoay ra đường. Xoay ra đường không tốt. Nó giờ nếu mà ấy á, là mình phải cắt qua bên kia 1 mét mấy nữa. Dạ. 1 mét rưỡi nữa cắt ra đến đây nè. Nếu cắt thì ra đến ngay chỗ cái chân chân phải của em rồi. Này. Mình vô mà nó cũng không biết luôn hả? Vương, ngủ dữ vậy? Mới ngủ á. Đồ đạc vô quá trời. Ừ, nó có dọn dẹp được đâu, nói nó thì nó cứ dạ dạ vân vân vậy thôi chứ nó có dọn. Nhìn cái bụng khốn quá à. Nó đi qua em ra bên nhạc ồn quá. Rồi mấy con chó dễ thương quý vị nha. Đây là cánh đồng rau đây nhìn rất là mơn mởn và tươi xanh của chị Duyên nha quý vị. Cái đây mà ai nấu canh cua là bá cháy luôn á. Cái nè, cắt hết à. Cái đậu bắp nè. Cái cô kia chưa ở hả? Không, cho về bên đây ở luôn rồi. Nay mai gì dồn về dưới này ở luôn rồi. Mưa mấy ngày hả, ốc nó đi hết rồi quý vị ơi. Ốc đi hết rồi, cải bên đây lên đẹp không? Ủa, chị ngang rồi mà sao nó cũng đi? Hả? Chị ngang rồi mà sao nó cũng đi? Nước nó tràn lên. Ủa vậy hả? Ừ, mưa nước nó tràn lên quý vị. Cải của em bữa nay nó lên được dày rồi nè quý vị. Đó, giờ nó lên được dày. Lâu đây mới cắt hết một lượt rồi đó, mới cắt. Thế nhìn lâu đây thấy đã quá trời đã luôn. Hả? Hái đi bán ra chợ Gò Vấp đó bán. 3-4 ngày. Ra chợ Gò Vấp buổi chiều có cái chỗ, cái cô đó cô cho đứng bán đó. Nhưng mà mấy cái này, chị đau đất chó gì mà bán cái gì. Nâng, đau thở hơi lên đó mà. Ở cái chua chưa ta? Đau. Đó. Chưa. Cái bữa ỏi, chợ ỏi của mình ở đây ăn nó mặn mà ha, gọi qua chợ mình ăn nó không có mùi vị gì hết. Ờ sao kỳ vậy ta? Không biết nữa. Thuốc nhiều hay sao. Mà ỏi thiên nhiên là ăn nó rất là mặn mà, chua chua ngọt ngọt mà nó dốt dốt chua chua, nó đúng giống rồi. Như ỏi nhà quê mình, ỏi núi á. Đúng không? Ủa chị... sao mà nó bên đây mình có cải nữa nè, quá trời luôn quá vậy. Đó giờ chị đang bữa nào chị trồng cho em một luống ngò đi. Không để em mua giống lên cho trồng. Tại... hành ngò á. Gieo ở sát bên á mà sao nó lên. Cái hành ngò trong Sài Gòn em ăn không được nó thôi. Nó không có mùi. Mùi nó không có thơm gì hết trơn. Ờ, nó không có mùi chứ không phải là nó hôi, nó không có mùi. Lá quế cũng vậy, nó không có thơm. Ờ, lá quế vậy, lá quế ở quê nó chút ép à. Mà còn lá quế trên Sài Gòn nó to chà bá luôn. Ồ cái đó chín kìa chị Giang. Cái trái này bữa nay nó chín rồi trời. Rồi cái ỏi nè quý vị. Ồ nó chín vậy sợ nhiều khi nó ấy rồi. Không thơm để cho mình... thơm cũng được. Thơm nó bình định. Nè. Hôm bữa cho có 2 trái cái gì nữa. À, quên không hái cái nó ấy mất. Nó rụng luôn. Đâu có trái nãy đâu ta. Trái nãy bên đây. Đây nè. Ủa cái cô đó về rồi hả? Cô đó có ấy. Thơm cái kia nè. Mình cầm nó cũng thơm ghê luôn, thơm tay luôn quý vị. Cái ổi vườn này nó. Cô đó là cô khác hả? Còn cô hồi xưa là khác nữa hả? Đúng rồi. À, sao tùm lum cô quá vậy? Đang chuẩn bị cho người về ở phía sau nữa. Cái cô mà bữa em giá đò em nói là công an nó bà chửi em quá trời đó. Mà trong khi hồi xưa cho tiền bà luôn á. Bà biết em không? Bà không có nhớ đâu. Không nhớ hả? Bà chửi quá trời chửi, nó chọc giỡn mà bà chửi quá trời chửi à. Bà công an. Bà bài hài bà ở giờ chết luôn. Công an mới bắt bà đó. Bắt xe bắt đồ bà đó bởi bà bực mình bà nó. Ờ nay mai cho bà về ở đây đi. Chào cô. Bà đang ngủ hả? Bà đang ngủ ngoài gầm cầu đó. Bà chửi quá trời chửi. Trời ơi.
Chị thấy bạn vậy chị mới nói gì nè. Mà hồi đó quay clip lên cho tiền bả rồi nhiều người nói trời ơi phụ nữ bạn ngỡ dơ quá. Nên là cũng bà hình như bà không có duyên luôn, không ai giúp bả hết trơn. Bà không có duyên thiệt hả chứ. Chứ cũng có mấy người quay bả mà không ai người ta giúp hả? Đó. Tại thấy bà ở bầy hầy quá mà. Đúng không? Mình thấy cái chỗ bà ở. Ở đây cái shipper vô tận nơi luôn chị. Người ta hỏi địa chỉ chị ở đâu để người ta ghé thăm chị mà đâu biết địa chỉ bả đâu đâu. Đi Thạnh Xuân 25 thôi. TX31, phường Thạnh Xuân, quận 12. 31 chứ không phải 25 hả? Đúng rồi, TX31. Nhưng mà đầu đường Thạnh Xuân 25 đi vô. Ngay giờ đi tới cầu Bá Ấm. Nè nó tới. Mà cứ vậy bả là như là cái cà phê chòi mà cồn giỏng nè. Không mưa ra đi nằm mát lắm. Dạo này chiều Sài Gòn mưa quá trời luôn. Mưa lớn quá. Mưa lớn quá quý vị ơi. Đang dạo này bệnh cũng âm ỉ vậy hả? Thì nó cứ đau vậy đó, cứ đau cái này chị uống thuốc giảm đau, đau nào uống thuốc giảm đau. Uống giảm đau vô cầm cự cho tới cái ngày mình đi nội soi coi thử nó làm sao. Trời ơi. Em nghĩ chắc có cái u á, chắc chắn là có rồi á. Cầu xin biết u lành hay u ác nữa. Cầu xin sao đừng có biến cố gì, còn không có biến cố gì cái thôi bác sĩ chích cho em mũi em đi luôn cho rồi đi thì tiền đâu mà để mà chữa mà đeo đuổi. Giờ đang mới nói sao nữa. Đúng là bệnh hoạn không biết đâu mà đỡ luôn quý vị, em chẳng biết này. Cái kiếp này không phải là em ở ác mà chắc kiếp trước nữa đó quý vị. Chắc em ác lắm hay sao mà thiệt á. Hết cái hố này tới cái hố khác này rồi. Người ta ví dụ người ta ấy thì người ta vực lên. Ở đây mới vừa ngáp được cái nào bắt đầu nại rồi có chuyện. Ngáp cái bắt đầu nại có chuyện. Thấy con nó khỏe nó như vậy rồi là mình mừng muốn chết luôn. Cái ông ấn bà hành đâu cái quay qua quay lại đâu trúng gió sao nó bá vô cái này rồi. Đâu nó hành vậy thôi nhưng mà. Giờ rồi này, cái nhà đó người ta định lấy rồi dịch chuyển qua vậy là khoảng khi nào người ta lấy? Mình dịch chuyển. Dịch chuyển là người ta kêu 4 tháng. Này ăn Tết đó. Ăn Tết xong người ta nói là từ giờ ăn Tết mà nói chứ. Ví dụ em ở cái chỗ nào cho nó ổn định mới đang ở ngon, đang ở, đang yên, đang lành, đang ngon lành vậy. Ở lớp thì đau ốm cái nghe cái tin đó nữa, cái nó rủ rượi luôn á. Không muốn cái gì luôn á quý vị. Bao nhiêu sự kiện nó về hả? Sao làm giống như nó chưa hết luôn á quý vị ơi. Thì cái em tưởng đâu là thôi như vậy bình yên rồi. Biết đâu chừng nó đi Canada rồi. Thì cũng cầu xin đi thì thôi từ giờ đi. Nhưng mà điều đến cái lúc đó thì cứ... Còn không mà chị cho thằng Vương đi mình đi qua bên đó nó... Bây giờ cho nó đi mình thì được rồi á. Mà có cái nó qua bên đó bây giờ nó làm cái gì rồi. Nó ở đâu, nó ở với ai, nó như thế nào. Người ta nói chị cũng khó đi lắm. Mà em biết sao. Nhưng mà ở Canada người ta nói vậy chứ em cũng không biết nữa. Nó là Vương phải làm có thu nhập mới bảo lãnh chị được. Thằng Vương nó là người bệnh. Chứ nếu mà nó tỉnh thì chị không đi được. Nó là người bệnh, nó có giấy của bác sĩ. Dạ. Thì chị là người giám hộ, chị là người giám hộ, là mẹ nó giám hộ cho nó. Thì chị đi theo nó như vậy thôi. Chứ còn nếu mà chờ nó bảo lãnh thì nó phải tỉnh táo, nó đi làm, nó có thu nhập, có công ăn việc làm thì nó mới bảo lãnh chị được. Đó. Mà giấy tờ để đi lấy giấy, coi như đem giấy khai sinh này, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, tất tật tần tân, giấy chứng tử, giấy kết hôn, bla bla bla, đem xuống dịch qua tiếng Anh xong rồi đóng mộc xong rồi. Mà của thủ tục của chị xong xuôi hết rồi hả? Đang chờ kết quả thôi hả hay sao? Chưa, có đi dịch đâu. Chưa đi dịch thuật hả? Trời ơi, nó đủ thứ chuyện đi đến làm chị dịch thuật cái gì thôi kìa chị. Chị nghĩ nếu mà đủ duyên thì nó đi thôi chứ không có. Không đủ duyên thì thôi chắc em. Chắc kỳ này nếu mà nhà đây mà nó chuyển vậy thôi quý vị ơi. Chắc em không đi Canada thôi quý vị. Thương em ấy. Mạnh Thường Quân thương em hả? Bây giờ là đây này em xin luôn á thiệt á. Mua cho em 4m, 5m em dựng cái chòi nhỏ nhỏ vậy em ở thôi quý vị.
Cái đó là hỏi không ai đuổi hết á. Mua như Mạnh Thường Quân mua như vậy cho em này, em ở như vậy là coi như là không ai đuổi, không ai dí hết. Rồi em có chết thì con em nó không có chỗ chui ra chui vô. Người thì nói là kêu nếu nó làm vậy nó đi qua Canada nè, không ai lo cho nó rồi nó mất rồi này kia tùm lum hết. Trời ơi chị thì có đã, em cứ nghĩ đi áp lực đủ thứ chuyện hết, mà giờ cứ nghe hết cái chuyện này đến nghe đến chuyện kia nó áp lực vô hồn luôn á. Thành thử giờ mình đang ở ngã ba mình không biết sao luôn. Thì mình nghe thôi chứ còn chuyện quyết định là của mình chứ người nhiều người thấy nhiều người cũng ngộ lắm. Nên là nói mình chỉ có chọn lọc thôi chứ không, giờ thì không phải mình nghe vậy nghe thì gì? Mình cũng suy nghĩ. Còn cái chuyện đương nhiên là mình việc mình làm thì mình cứ làm phải không? Mình cứ tiến hành mình làm chứ đâu có phải là nghe vậy là trùng bước đâu. Nhưng mà ý nói là nhiều khi á là cơm áo gạo tiền con cái đau ốm bệnh tật rồi xong đó em thấy không, như cái chuyện đang đau như vậy cái tự nhiên cái nghe cái vụ nhà cái phải nó sụp nổ sụp luôn á, nó sụp xuống luôn á quý vị. Uổng cái tiền đó bỏ ra làm đây thì cũng ở 2 năm mấy nay rồi, nhưng mà giờ nếu mà ông ấy thì đi xuống đằng sau ở, còn không thì dời qua bên kia, dời chắc dời qua bên kia ở thì nó mỏi mồm, mà đi xuống đằng sau thì nó mỏi chân. Chán quá cái gì ơi. Nếu như giờ nhà qua bên đây khoảng 1.5-2 mét thì cũng tốn công nữa, đập làm tùm lum tà la. Thì phải tốn công chứ, làm tốn công thôi vậy rồi. Ủa cái này là gì nó rớt ra đúng không? Cái đó chị khoan chị gắn lên đó, mà chị đang khoan cái mũi khoan nó gãy mất cái rồi chị bỏ vậy luôn, bỏ dở vậy luôn. Thôi giờ em cũng xin chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Và qua tuần thứ hai cô Loan Nguyễn chị sẽ thông báo trên kênh tiếp theo là chị đi khám là chị bị cái gì và biến cố nó như thế nào, chị sẽ thông báo cô biết. Cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô và gia đình được mọi sự bình an nha. Cái này đau ốm quá thì chịu thôi chứ còn thì hết sức rồi. Cây nó bị rụng rồi. Nó già quá nó rụng rồi quý vị ơi. Nhà, em cũng xin tạm biệt bà con. Đây này chị gieo ngò nè. Không trầm bên đây chứ trầm bên đây. Bên đây nó mưa quá nó dập. Nó ấy lên nè nó dập, cũng lên là nó dập mà. Để đó coi thử nó có ấy không. Đúng không? Mệt quá. Rồi. Ông không dậy nổi á mà. Trời nó trời coi. Hốc bòi. Dậy mặc đồ không vậy? Sao thấy nu quá vậy cha? Cái áo bận vô. Trời đất ơi, coi ngủ từ trưa đến giờ luôn á hả? Chết tiệt luôn á. Không ăn cơm luôn. Ngủ dậy ăn cơm rồi hả? Chỉ cho kho cá này quý vị ơi, kho được trời, kho cá. Nhiều vậy ăn gì hết. Thơm. Chị hả? Có mấy nó cá mà ăn thơm. Bữa nào kho mà nói để lâu. Cá ngừ kho tới kho nuôi nó mới ngon. Kho tới kho nuôi cho thấm hả? Đúng rồi, cho nó ngon. Đó, ôi dồi ôi, vô cái ổ của nó đó quý vị. Công nhận á hả? Trời này nó mập dữ trời. Mập quá trời mập luôn à. Này nó quá xá to. Ở đây chứ ra ngoài nhặt. Cái túi quần à. Nó bận đồ nó. Rồi rửa mặt, dư rửa mặt rửa. Trời ơi, không có nhờ được cái gì á. Nó không có phá chị là được rồi, chứ nhờ gì nữa. Rồi nó được như vậy, nó được như ngày hôm nay vậy nè, em cũng cảm ơn rồi bà con cô bác rất là nhiều, cũng mừng cho cháu nha quý vị. Tiến triển rất là nhiều rồi mà hôm nay thấy nó to quá, nó cái bụng của nó ghê quá đi thôi thì. Trời ơi, đã kêu tại do nó ăn no xong rồi nằm rồi nó không vận động đó, nên là nó bị mỡ bụng thôi. Chú Bình Định cho nó đi học nằm YouTube đi chú Bình Định. Trời ơi, em biết gì đâu mà chị nó. Vậy nó không công điền lên chữ lộ hả? Mà thì thành lập cái kênh xong là lấy điện thoại quay thôi, có đâu học. Thì thành lập thì em phải chỉ cho cháu thì cháu mới biết chứ. Chị nói nhìn Đức là chắc em bất mãn quá. Không, nó hơn Đức. Chị bảo đảm nó hơn Đức. Hơn Đức không? Hơn. Nó hơn Đức á. Đức thuê bạn lái xe mà 2 lần rớt rồi. Mệt thiệt á. Đức 10 thì nó
Thằng Đức nó... 10 thì nó 7, 6. Cỡ đó rồi chỉ cho cháu kể nó có cái kinh nó làm cho chị tập cho quay cho nó vui. Đi thấy hang về đây xong cho nó đi theo. Em đi chỗ nào chị chở nó xuống. Em quay tùm lum tà la mà. Thế là lập cái kênh bình thường thôi, có đâu. Nhập mail vô làm xong rồi muôn thoại xịn xịn cho nó đẹp, quay đẹp xíu vậy thôi, có gì đâu mà chị. Thôi, phải điện thoại xịn mới quay được. Chứ điện thoại chị sao quát chị quay mơ đà ca coi. Vậy, điện thoại nó mơ câm á. Điện thoại mơ câm quay gì? Rồi. Thôi vậy cũng, bởi vì cũng khó lắm chứ không phải, tại vì biết sao em đang đau ốm nên em chưa đi làm. Không đi làm được tự nhiên không không kêu hả, đi xin tiền mua cái điện thoại thì thôi chắc thôi. Chị không dám đâu, chị không đủ bản lĩnh. Cái gì nói cũng được nhưng mà cái đó là tôi ngại lắm. Quý vị ơi, cho tập cho nó làm coi thử nó có làm được cái gì. Ở nhà nó xài gì, iPad hả? Có gì đâu xài. Ê, nó vẫn coi trên mạng mà. Điện thoại tivi cả. Tivi coi xong rồi remote giục rồi đó. Ôi giời, ra đây mới mẹ mới kéo cho được sợi dây này để mà chuẩn bị đi cưới vợ này. Sợi dây đó. Gì vậy mà bạc nhấp vậy? Có cưới vợ kia ở trong cái quay vỏ đó. Có cưới vợ thì nằm của hầu môn mệt quá. Mà khùng thiệt chứ không phải vừa đâu. Thôi tạm biệt bà con cô bác đi. Đau quá. Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú anh chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bình Định nhé yêu. Rồi chào tạm biệt Hotboy Canada. Quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp glucosamine loại 280 viên hàng của Mỹ với giá là 850 ngàn free ship toàn quốc nha.